Wow, trời, bài dịch. Bài dịch quá trời luôn anh chị ơi. Nói giờ đây là căn nhà nằm ở vị trí giữa đồng mà hôm nay nhà đất Minh Xem Tiền Giang sẽ giới thiệu cho anh chị đây. Vậy em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay xin về xã Phước Lập của huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị mình một cái ngôi nhà vào nguyên một cái mảnh ruộng luôn nha anh chị. Trước tiên để em giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn. Trước màn hình anh chị đang xem, đây là con đường đất, đường này xe qua lâm mình vào tới luôn nha anh chị. Nói và đường này là anh chị đi vô thẳng trong đất mình luôn. Và từ đây mình ra tới đường công cộng á, thì tầm khoảng 45m là tới ngay đường công cộng rồi nha. Nhưng mà ra đó là anh chị đi ra ngoài đường tỉnh lộ 874 luôn. Khoảng cách thì nếu anh chị đi đường này thì tầm khoảng 1km. Còn sau này á, nếu anh chị ấy thì cái đường tỉnh lộ 874 nó sát bên ngoài kia luôn. Để chút nữa em ra phía ngoài em quay cho anh chị thấy xe chạy đó. Anh chị thấy xe chạy không? Nếu đi đường đó thì tầm khoảng 150m à. Nhưng mà sau này nếu mà ấy phải thương lượng mua cái đường mới vô được. Còn không mình phải đi cái đường vòng. Đường vòng đây nè, thành ra đi khoảng một cây 1km lận. Và cũng hướng này anh chị đi thông về Ủy ban dân xã Phước Lập thì tầm khoảng 2,5km nha anh chị. Còn sau này anh chị có đi chợ thì đi chợ tên ngay chỗ chợ Tân Hội, chỗ Bắc gì cũng được. Hoặc là anh chị đi chợ Tân Phước nha, thì khoảng cách xuống chợ Tân Phước thì tầm khoảng 2km luôn. Và cái mảnh đất mà em giới thiệu cho anh chị hôm nay có ngôi nhà luôn và có 300m² thổ cư luôn. Ngay đây cái vị trí ngôi nhà mình thì xây về phía bên đây là xây về hướng Bắc nha anh chị. Cho nên em lấy cái mặt tiền xây dựng hướng Bắc luôn. Còn cái mảnh đất em giới thiệu cho anh chị á là từ cái mí đó ha, ngang qua là 34m. Và mình có cái chiều sâu dài xuống phía mút dưới luôn là 235m. Tổng diện tích là khoảng 8.000m². Đó, giá chỉ cứng 200 triệu cho 1.000m² anh chị ơi. Ở đây thì chủ cũng đã có kéo điện vô rồi, cho nên vấn đề điện thì anh chị an tâm nha. Đó, bên trong đất mình có căn nhà và có 300m² thổ cư luôn. Do cái đường đi mình nó nằm ngay chỗ cái đoạn giữa. Bên đây mình còn một ô, rồi đây cái nhà. Còn đất mình còn cái phần phía trước nè, nó phần đang nuôi vịt nè. Nói cho nên em giới thiệu nó hơi khó một chút nha anh chị. Giờ để em ra cái phía sau của cái ngôi nhà để em chỉ cái cho anh chị mình nó gõ nó chi tiết một chút xíu mới được. Nói chung là ngang của mình á là 34m và mình có chiều sâu. Cái chiều sâu tới 235m lận, tổng diện tích là 8.000m². Nó trong đó mình có 4 sổ và mình có một cái sổ là có 300m² thổ cư, là cái sổ đang có ngôi nhà đang ở luôn. Nó đây ha. Nói chung là ngang từ cái phía bên đây nè anh chị, ngay chỗ miếng hàng dừa ha, mà đi dài qua mút bên đây là 34m và mình có cái chiều sâu thẳng xuống dưới luôn là 235m. Tổng diện tích hết đất là 8.000m², có 4 sổ và trong đó có 300m² là thổ cư. Giá hiện tại chủ đang kêu hết đất về nhà luôn là 1.700.000.000. 1.700.000.000 nha anh chị. Thì em tính ra thì tầm khoảng cứng 200 triệu cho một công đất, tức là khoảng hơn 200 triệu 1.000m². Cái địa chỉ của mình là xã Phước Lập của huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Đó, mình đi tới cái gành đây. Cái chỗ này nó có đá một chữ L một tí xíu nha. Tới đây mình thẳng xuống đó, cái đó bạc qua mình đó một tí xíu rồi đi xuống dưới đó nữa. Nó tới 4 sổ lận. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã Phước Lập của huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang thì anh chị liên hệ cho em theo số điện thoại là 039 545 4645. Rồi em sẽ dẫn anh chị mình đến xem cái ngôi nhà. Ngôi nhà cấp 4 miền Tây mà ngôi nhà cũng hơi xuống cấp một chút rồi. Nhưng mà được cái chủ yếu là đất đi. Tính ra có 200 triệu, gần hơn 200 triệu cho một công đất. Hết luôn là 8.000m² mà có 1.700.000 mà. Đó, thấy không? Nhà mình cũng thô sơ à. Nhưng mà bây giờ để em sẽ lại ngay chỗ cái con gạch kế bên, mình có đường thoát nước đồ rõ ràng luôn. Rồi em chỉ ra ngoài đường tỉnh lộ 874 thì tầm khoảng 150m. Nếu như sau này anh chị có điều kiện, anh chị mua một cái đường bên đây thì anh chị đi qua ra ngoài tỉnh lộ nó khá là gần. Còn không mình phải đi vòng cho nên nó xa nha.
Đó là cái mí đó ngoài tỉnh lộ 874 đó anh chị. Nó từ ngay chỗ vị trí đất mình mà ra tới đó thì tầm khoảng 150m à. Nói như em đã nói, ngôi nhà mình thì đang xây về hướng bắc nha anh chị. Còn tính từ ngay cái vị trí ngôi nhà mình mà về tới ngay trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì thời gian đi tầm 30 phút, khoảng cách là 24 km. Do nắng quá ở trong màn hình không biết anh chị có cháo nha, chứ ngoài em nhìn rất rõ nha. 30 phút và khoảng cách là 24 km. Còn anh chị nào ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1:03, khoảng cách là 51 km. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, em lấy điểm là bến xe miền Tây mà anh chị về tới đây, rồi thời gian đi là 1:36, khoảng cách là 68 km. Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Bây giờ để em sẽ di chuyển vòng vòng cái phía này thôi, chứ ruộng thì nó tống lỏng à. Chỉ có 300m² thổ cư, phần còn lại là đất lúa nha anh chị. Nó cái này em quay để giới thiệu cho anh chị nào ở có quê hương mình ở đây á, rồi anh chị mình mua, mình để cho người nhà mình trồng cây, trồng lúa, hoặc sau này anh chị lên vườn trồng cây á, thì anh chị liên hệ cho em để mua nha. Tại đất lúa thì nhiều khi ở trên Sài Gòn cũng có nhiều vị khách, người ta cũng không có thích cái mua đất lúa. Còn mảnh này là em giới thiệu đất lúa nhưng mà có căn nhà. Được cái là bên trong mình có 300m² thổ cư. Nó là mình đi dài múc dưới luôn nha. Nó múc chị dưới luôn. Mảnh đất mình có 4 sổ. Giờ đây là em quay một vòng cho anh chị mình xem á. Đó là tỉnh lộ ngoài kia, là tỉnh lộ 874. Nó sát bên luôn. Đó anh chị thấy ha. Tại giờ không có chiếc xe nào chạy ngang, cho nên khó nhìn, để em chờ tí xíu coi có chiếc xe nào chạy ngang không. Đường tỉnh lộ mà xe chạy cũng ít. Nói chung là ngoài đó là tỉnh lộ 84 á. Mình đi đường này thẳng ra thì tầm khoảng 150m à. Còn mình đi vòng thì tới khoảng 1 km lần nha anh chị. Ở đây được cái là sau này anh chị về ở thì nó yên tĩnh. Được cái là mình có đồng ruộng, rồi có con gạch kế bên, rồi để cho anh chị nào mà thích câu cá, bắt chuột, giăng lưới gì đó thì gì anh chị giăng. Nó mình đi dạy đây luôn nha, bên đây mình có con gạch nè. Nó cô bé thì sáng múc lên đây rồi, nếu sau này nhà nước mà làm lộ cái đây thì mình ngon. Còn bây giờ thì chưa, mình vô bằng cái con đường nhỏ thôi, đường xe qua lâm mà đường đất nha anh chị, tại do chủ không có đổ đan vô. Anh chị nào quan tâm tới cái ngôi nhà này, giá hơn 200 triệu 1.000m², giá hết đất á, có ngôi nhà luôn á, là 1.700 triệu cho tổng diện tích là 8.000m², trong đó có 300m² thổ cư, thì anh chị liên hệ cho em hoặc kết bạn Zalo với em, rồi em sẽ gửi sổ hình ảnh thửa đất cho anh chị mình xem cho nó chi tiết cụ thể luôn nha. Đây anh chị nhìn thấy nè, nó em chỉ quay sơ vậy thôi, tại ngôi nhà mình cũng thô sơ, nó chỉ có vậy à, nhà ba căn kiểu xưa. Đó, chủ nhà đi làm công ty về ngủ trong rồi thôi, không vô làm phiền. Nói chung mình nhìn thấy vậy à, anh chị cũng biết rồi đó, chứ vô ngay chỗ đó cũng được. Đó, đây là bên trong đó nha anh chị. Bên trong nó chỉ vậy à. Cửa thì nó cũng hư rồi. Đó, đây là cái không gian. Cửa hư ha. Nhà trường. Được cái có thổ cư. Giá chỉ có hơn 200 triệu à. 8.000m², giá là 1.700 triệu. Hết đất luôn nha. Rồi em lên nhanh cái mảnh này, nếu anh chị nào quan tâm thì liên hệ ngay cho em nha. Bây giờ thì em cũng xin kết thúc video, hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo. Giá hết đất luôn là 8.000m², là cho có 1.700 triệu. Rồi em xin chào anh chị nha.